5 sai lầm khi bạn mở quán ăn và quán nước. Sai lầm số 1 là sai lầm về tư duy. Bản chất của việc mở một quán ăn và quán nước, bạn là người tự doanh, tự làm chủ. Nghĩa là bạn phải làm từ sáng cho đến tối. Bạn phải biết huấn luyện nhân viên, chiều nhân viên, phục vụ khách hàng. Phải tiêu tiền của mình để chừng cuối cùng nó phải ra lãi mà không phải là lỗ. Còn khi bạn đi làm nhân viên là bạn làm từ 8 giờ sáng tới 17 giờ chiều. Rồi bạn nghỉ thứ bảy chủ nhật bạn đâu có làm. Bạn tiêu tiền của công ty, bạn có làm sai thì công ty chịu hết. Nếu mà bạn không làm chỗ này thì bạn đi làm chỗ khác. Hai cái tư duy đó nó hoàn toàn khác biệt. Sai lầm số 2, bạn phải nhận ra rằng bản chất của việc mở một quán nước và quán ăn là bạn làm tới ba cái thứ: vừa sản xuất, vừa thương mại, vừa dịch vụ. Nghĩa là nếu bạn tạo ra một tô phở ngon thì bạn mới là tạo ra được cái sản phẩm ngon thôi. Nó mới chiếm 25% thành công của bạn thôi. Đó là lý do vì sao bạn hay đi ăn, bạn gặp những nơi họ làm rất ngon nhưng mà khách rất là ít. Ngoài ra bạn còn phải làm cái gì? Bạn phải bán làm sao cho được giá, làm sao để khách hàng ăn rồi quay đi quay lại, rồi làm sao để họ mang rất là nhiều khách hàng mới về cho mình nữa. Chưa hết, họ đến bạn họ phải vui, họ phải hài lòng, họ mới thấy rằng ồ, nơi đây là nơi tuyệt vời. Mấy điều đó bạn cần phải nên biết. Sai lầm thứ 3 đó là chọn sai vị trí mặt bằng. Nếu sai cái điều này gần như là xong phim. Rất hiếm người mà chọn sai mặt bằng là thành công. Còn nếu mà bạn đã chọn đúng vị trí, đổ chỗ tuyệt vời, 70% là thành công rồi. Còn dư thời gian còn lại bạn đi chăm sóc khách hàng thì khách hàng sẽ rất là đông. Sai lầm thứ 4 là phần lớn bạn ra bạn làm một cách cảm tính, bạn chưa có kỹ năng nói chuyện giúp cho nhân viên làm việc được, nên bạn hay làm nhân viên mất lòng và thế là nó nghỉ việc mất, và thế là bạn phải đi tìm người khác về, rồi bạn lại làm cho nó nghỉ việc tiếp và cứ lòng vòng như vậy, bạn không thể phát triển được. Sai lầm thứ 5 là bạn không biết đâu là huề vốn, đâu là đang lỗ và đâu là sẽ lãi. Bạn cứ nghĩ rằng làm như vậy thì ngon rồi và chừng cuối cùng làm hoài không thấy tiền đâu. Bạn hay nghe những người họ nói cho bạn này, làm ăn hoài mà tiền nó đi đâu hết à. Hãy xem kỹ 5 sai lầm này lại một lần nữa nhé. Bạn sẽ học hỏi được nhiều cái cho hành trình kinh doanh của bạn.